Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc hộp đựng giấy để bàn đa năng của hãng Ecoco. Đây là một chiếc hộp rất là hữu ích, giúp chúng ta vừa chứa giấy mà lại vừa có thể để được rất nhiều dụng cụ, đồ đạc. Ví dụ như chúng ta có thể để được điện thoại, điều khiển từ xa, kéo hay là các cái dụng cụ nhỏ là giúp chúng ta sẽ gọn gàng hơn và không bị thất lạc đồ. Cái mã sản phẩm này là Ecoco E1602. Và các bạn cũng biết Ecoco là hãng rất nổi tiếng về các đồ gia dụng đẹp và bền, thiết kế rất là sang trọng. Ở đây chúng ta sẽ có 3 màu: màu xanh nhạt, xanh dương nhạt, màu hồng và màu xanh lá cây nhạt. Phiên bản này phiên bản màu hồng. Kích cỡ của sản phẩm là chiều rộng 21cm, chiều sâu khoảng 16cm và chiều cao khoảng 12cm. Chúng ta sẽ có cái hộp giấy ở trong này, các bạn nhấc ra và các bạn có thể để giấy trong này được. Giấy trong này các bạn có thể để giấy cuộn hoặc là giấy xếp vuông. Giấy cuộn các bạn có thể thả ở đây và kéo ra ngoài. Cái phần nắp đậy này thì các bạn tháo ra để chúng ta lắp giấy vào thôi, còn khi dùng thì nó sẽ đậy lại. Đây là thiết kế của chiếc hộp này. Dưới chân thì chúng ta có 4 cái miếng đệm cao su để không bị trượt. Phía trên này chúng ta có một cái phần giá này, các bạn có thể để đồ ăn, để bút hay cái đồ đạc gì ở đây. Hai cái hốc này để các bạn để điện thoại, để điều khiển từ xa, dao kéo gì đó. Còn hốc này để giấy. Đây là hộp màu hồng. Chúng ta còn có phiên bản đây là hộp màu xanh lá cây. Màu xanh này cũng nhạt, rất là phù hợp với nội thất trong nhà. Bên trên này được trang điểm bằng viền trắng. Đây là sản phẩm của chính hãng Ecoco, các bạn yên tâm về chất lượng. Và phiên bản này là màu xanh dương. Rất là đẹp. Hốc để lấy giấy. Đây là ngăn chứa đồ lặt vặt, để điện thoại, để điều khiển. Và cái này các bạn có thể để phù hợp ở trên bàn trong phòng khách, hoặc là bàn làm việc, hoặc là bàn học của các bạn nhỏ, vân. Đây là 3 màu. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm hộp đựng giấy để bàn của Ecoco, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.